Chiều mát này là em lại về cho các bác một chiếc xe mà định là bảo nghỉ rồi, nhưng mà cuối cùng là xe đẹp quá em phải review luôn. Đây là một chiếc xe bán tải hàng hiếm luôn. Không phải là hiếm vì là nó là bán tải, mà hiếm là vì đây là một chiếc xe số tự động các bác nhá. Vâng, một mẫu xe bán tải nhập Thái số tự động luôn, dành cho những ai mà yêu thích cái gọi là không muốn buồn chán chân tay. Mà con này thì nó giá nó chỉ có loanh quanh hơn 200 triệu thôi. Vâng, rất là rẻ luôn. Xe bán tải mà đời 2009, rất là cao. Nói chung là dòng này thì niên nó còn thoải mái luôn đấy các bác nhá. Nên các bác đừng lo lắng một tí gì cả. Một mẫu bán tải mà được rất nhiều người lựa chọn, một chiếc Ford Ranger đấy, bản XLT, một cầu, máy dầu, số tự động. Và con này thì được cái là hàng hiếm vì là đây là một chiếc xe số tự động luôn. Hiếm có khó gặp luôn. Chứ còn các bác mà kiếm được bán tải một cầu số sàn thì đây, hai cầu số sàn nhiều. Nhưng mà đây là một chiếc xe bán tải số tự động luôn, để dành cho các bác nào mà hay đi đường trường, hay đi những cung đường đơn giản, đường để mà các bác đi đỡ phải nhàn chân trái, đau chân trái nhiều và không phải thay côn nhiều, thì đây là một chiếc xe quá ok cho các bác luôn. Hơi khỏe, xe cứng và cam kết là không có đâm va tai nạn ngập nước. Gầm bệ sắt xi của xe là không có han mục tí nào. Và chiếc xe thì vừa về trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, nên là các bác thông cảm nếu như xem video mà đến đoạn nào nó tối tối như các bác nhá. Các bác thực sự là thông cảm. Máy dầu 2.5, ăn dầu rơi vào tầm khoảng 8-9 lít dầu trên 100 cây. Dàn lốp của xe thì tầm khoảng 50%, không mới nhưng mà nói chung là dùng thoải mái. Xe thì chất nó vẫn còn cứng căng luôn. Đấy, các bác nhìn này, kính nó còn zin như thế này. Kính zin nha các bác nhá, kính vẫn còn nguyên và đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2023. Xe thì chạy được gần 20 vạn rồi. Nhưng mà nói chung là với cái dòng bán tải mà số tự động thì em nói thật các bác là người ta đi chở thì ít và chơi thì nhiều. Và cái tầm cửa tiền thì nói chung là loanh quanh như vậy thì giá cũng rất là hợp lý luôn. Mặt ca lăng xe đẹp căng và đèn của chiếc xe thì hơi cũ theo thời gian rồi, không tránh được. Xe cũ thì đương nhiên là đèn nó phải cũ rồi. Và đèn là đèn nguyên bản của xe thì là vẫn là sử dụng đèn pha halogen thôi. Còn đèn gầm, đèn cản của xe thì còn nguyên. Đấy, toàn bộ nan cản của xe là không có gãy vỡ gì cả. Về là các bác cứ yên tâm là chỉ việc chạy thôi. Sạch sẽ, ngon lành, tôn cabo. Đấy các bác ạ, tôn cabo rất mỏng manh nhá, sạch sẽ như thế này. Đấy. Và đây là một chiếc xe bán tải giá rẻ luôn đấy ạ. Bán tải giá rất rẻ đấy các bác nhá, chỉ còn hơn 200 triệu thôi. Đấy, dàn lốp của xe vẫn còn ngon căng như thế này. Lốp Briton, Duro Briton, lốp dày căng đét luôn. Là lốp này là 2019. Đấy, là răng đúc 6 chấu. Một chiếc bán tải hàng hiếm vì đây là một chiếc xe số tự động các bác nha. Nhiều bác thì bảo là số tự động thì đầy. Đúng rồi, 2014-15 đổ lên form mới hẳn ấy, thì nó sẽ rất nhiều chiếc bán tải số tự động. Nhưng mà để một chiếc bán tải nhập Thái số tự động đời này thì em nói thật các bác là hiếm có khó gặp luôn. Đấy, keo chỉ thì không cần phải trình bày rồi, vì keo chỉ của xe là vẫn còn nét luôn. Và chiếc xe này được sử dụng hai cái loại cỡ lốp 235-75 và 245-70-R16 nha. Được sử dụng cho phép hai cỡ lốp này, thoải mái luôn. Kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn ok, lên xuống nhẹ nhàng. Đây, em mở khóa điện được cái. Đấy, một chạm mà nó còn tự động luôn này. Đấy, kính điện một chạm tự động luôn nhá. Và kính thì đấy, phim cách nhật nhìn không thấy bên trong luôn. Đấy, ok. Và nội thất bên trong xe thì đây các bác nhìn này, toàn bộ nội thất bên trong xe là ghế da màu kem. Cái này thì chắc chắn là bọc lại rồi, không phải lấy da zin. Nhưng mà ghế da như thế này thì ok. Và sàn của chiếc xe đây các bác nhỉ, sàn sạch sẽ luôn. Đấy, có lót sàn cao su chống bẩn. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn khâu da, kết hợp với ốp vân gỗ cao cấp nha. Và đồng hồ công tơ mét là 24.9 vạn, gọi 25 vạn đi. Đấy, xe chuẩn chỉ không tua một tí nào, còn nguyên luôn. Màn hình OLED kết hợp với cam lùi. Đấy, camera lùi có luôn. Đấy, tích hợp luôn ở trên màn hình. Đây các bác à. Đấy. Và số là số tự động, rất dễ dàng dành cho các bác nào mà yêu thích những chiếc bán tải mà số tự động giá rẻ. Vâng, với tầm cửa tiền thì xe thì bao đẹp rồi. Còn với tầm cửa tiền như chiếc xe này thì em đang bán cái mức giá là hơn 200 triệu. Thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là ok. Đấy, xe đẹp căng. Và so với nhiều chỗ khác, nhiều bác bảo chứ cứ chưa gọi điện cho em đã chê đắt. Nói thật các bác, đắt sắt ra miếng và tiền nào của đấy các bác nhá. Vâng, tiền nào của đấy. Các bác có thể đồng ý với các bác là mua một chiếc xe bán tải có thể có giá khoảng tầm hơn 100 cũng có, vài chục cũng có. Đấy, và hơn hẳn 300-400 cũng có. Nhưng mà đối với cái tầm này thì đây là một chiếc xe cứng mà giá là giá thị trường luôn các bác ạ. Nắp thùng cao nha các bác nhá. Nắp thùng cao, nóc cao hơn hẳn luôn. Cái này đăng kiểm bình thường.
đã được đăng ký đăng kiểm rồi. Đấy, đồng sơn xe đều. Và đèn thì cái này là đèn form mới các bác nha. Form mới chứ không phải của nó đâu, form mới. Đấy, và đèn là thiết kế mờ đen. Đấy, rất là cao cấp. Đấy, một chiếc xe bán tải căng này và sạch sẽ này. Thùng sàn thì các bác nhìn này, thùng rất rộng nhá. Khoảng không gian từ đây vào trong là 1,5 m, ngang 1,5 m và chiều cao của nó là 90 phân. Có thể chở được cực kỳ nhiều đồ hàng luôn. Đấy, và chiếc bán tải này thì bác chủ trước bác ấy cũng chở đồ công trình nhiều. Thế mà bây giờ các bác có thể là mua về các bác chở đồ hàng hóa cũng ok. Mà con này thì rất là ok vì là dòng này là dòng bán tải số tự động nên là đi rất nhàn chân nhé các bác nhá. Nói chung là với tầm cửa tiền đầu tư hơn cái bán tải số sàn một chút, nhưng mà mình lại có một chiếc xe đi được nhàn thân hơn một chút. Đấy, mà đi số tự động thì nó rất dễ dàng, nhẹ nhàng, êm ái, nhưng mà bù lại thì con này rất khỏe luôn. Nhiều bác cứ bảo là số xa số tự động thì sợ là nó yếu, nhưng nói thật các bác chứ con này vừa nãy em đạp rồi, phải nói là khỏe, phải nói thực sự là khỏe luôn. Đấy, xe thì mang biển 98C13195 Bắc Giang nha bác nhá. Đấy, bác nào mà ở Bắc Giang mua thì vẫn phải sang tên mướn biển, mà các bác ở tỉnh khác thì vẫn phải sang bình thường. Nói chung là sau quy chế 15 tháng 8 này thì nói thật các bác là không thành vấn đề gì cả. Đấy, dàn sắt xi của xe thì không có han một tí nào nhá. Vừa về tầm tối tối này thôi, quay đến cái đoạn nào mà nó tối các bác thông cảm. Còn các bác nào yêu cái màu này, nói thật là nó không phải là màu đẹp, vì nó là màu gọi là vàng vàng cát thì cũng không phải, mà vàng ám xanh thì cũng không phải. Nhưng mà cái màu này của nó là cũng nguyên bản luôn. Thì bác nào mà yêu cái màu này thì các bác về là có thể là độ thêm một tí tem, độ thêm một chút tem nữa là rất là hầm hố luôn đấy ạ. Và mẫu bán tải này thì đúng là thực sự là chạy số tự động thì đi nó vẫn sướng chân hơn là những chiếc xe mà chạy số sàn. Đấy, phải thao tác liên tục, còn này là chỉ có đạp ga thôi. Nói thật là các bác là đúng là chỉ có đạp ga. Và đấy, nội thất nó còn như mới này, sạch sẽ này. Xe đảm bảo chuẩn chỉ cho các bác nhá. Keo chỉ bao đẹp bao nét và kính còn zin. Kính còn nguyên bản như thế này thì tội rồi, nói thật các bác là tội gì đâu. Đấy, sàn này, bậc chân này, đạp này, ok. Và dàn lốp thì 50% thì nói chung là vẫn ok. Đấy, nhiều bác cứ mua xe bảo chưa thôi dàn lốp nó cũ rồi, chú khuyến mãi anh dàn lốp. Nói thật là với tầm giá đấy thì em bán thì chỉ vậy thôi, lời lãi không được bao nhiêu. Nhưng mà được cái là chất lốp này thì các bác cứ đi cho em tầm khoảng mấy vài năm vẫn ok. Đấy, không ảnh hưởng gì các bác nhá, đăng kiểm các thứ bình thường mà. Đây, đè cái nào. Con này thì được cái là máy dầu đè lên rất là ok này. Đấy, máy dầu vòng tua thấp nhá. Và máy số thì phải nói là thực sự là êm mượt. Em bật luôn cái đèn lên cho các bác cùng xem đèn. Khi mà đây các bác ạ. Chưa bật gọi là bật quá đà. Vẫn chưa lên. Mình bị sai ở đâu chăng? Đây rồi. Pha lên. Cái đèn này bị cháy các bác ạ. Cái này thì em sẽ bổ sửa. Vừa về xong em còn chưa kịp kiểm tra. Cái này mai sẽ kiểm tra kiểm điểm lại anh em đi mua xe. Đèn bị cháy. Cái đấy là sơ sót này, nhưng mà chắc chắn là phải xử lý rồi. Đấy, đèn bị cháy. Vâng. Cái đấy bình thường các bác ạ. 50 cái đèn đấy mà không đáng kể. Đây là máy của chiếc xe em đang review. Một chiếc Flanger với động cơ máy là 2.5. Máy là còn zin nguyên từng con ốc. Còn này máy rất là khô và máy zin nữa các bác nha. Máy của nó zin và máy dầu thì rất là khỏe luôn. Ắc quy thì được thay từ năm 2022 rồi. Và đầy đủ ABS, đầy đủ 4 bánh luôn. Không thiếu cái gì. Lái dầu nhẹ nhàng êm ái. Và xe gì đấy, chất cứng luôn các bác nha. Các bác mà muốn mua một chiếc xe bán tải ngon lành cành đào, chạy ít và xe vẫn còn cứng nét thì các bác cứ qua bên em. Bên em thì đợt này là bán tải về là thi thoảng con ngon ngon thì em mới lấy về thôi. Còn con mà xấu xấu thì em không lấy về luôn. Thế nên là các bác rất dễ lựa chọn thoải mái bán tải xe chất. Đấy, logo còn nguyên này. Xe thì đảm bảo là không có đâm đụng rồi. Và là các bác cứ yên tâm là chỉ việc chạy thôi. Bây giờ mới là liều này. Bán tải thì chắc chắn là cái này nó sẽ có hơi. Nhưng mà em sẽ mở ra cùng với các bác nhẹ nhàng thôi nhá. Nhìn đây này, nhìn kỹ này, xem là nó có dầu bắn lên đây nhá. Ôi, rất chưa buồn là không có tí nào. Có tí hơi ban đầu thôi, còn bây giờ là không có tí hơi nào luôn này. Đấy,
các bác bảo xe nó ngon như thế này, không mua thì mua cái gì. Ồ, dầu ngon phết, con này hơi ngon đấy ạ. Máy dầu mà hơi không hề có tí nào luôn. Đấy, thế mới sợ. Ồ, nói chung là máy nó ngon các bác ạ. Thế là ok rồi. Còn con này đạp ga là không có hiện tượng khói mù đen xì ở đằng sau đâu. Cái này thì em đã kiểm tra rồi, vừa nãy đạp thử rồi. Nhưng mà cái đấy là cam kết cho các bác nhá. Còn em này thì dẫn động cầu sau. Đấy, dẫn động một cầu 4 bánh, một cầu 2 bánh sau thôi. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá là 265 triệu đồng, có bớt cho các bác một chút thôi. Vâng, nói chung là tầm bán tải số tự động thì giá nó sẽ nhỉnh hơn là bán tải số sàn. Nhưng mà đây là một chiếc xe cứng và các bác nên mua nếu các bác cần một chiếc xe tuyệt vời. Em Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe bán tải giá rẻ. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe ngon lành cành đào về đi lại cho nó sướng. Và cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt. Nhớ đừng quên là cho em một nút follow cũng như là một nút like và đăng ký kênh nếu các bác chưa xem video lần đầu. Và nếu mà các bác có được cho mình những chọn lựa tốt nhất thì các bác cứ điện cho em trực tiếp qua số hotline 0869 158 926. Rất vui khi được các bác qua cửa hàng xem xe và trải nghiệm luôn. Thời tiết bây giờ bên ngoài là nó đang như thế này này các bác ơi. Đấy, đây đúng như thế này luôn. Đấy, thế còn em tăng sáng ở video thôi. Cảm ơn các bác nhá, xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.